Đảng thật tướng ly ngôn thuyết, chánh như nam nhạc hoài nhượng dân. Thuyết tự nhất vật, tức bất trúng. Câu này ở trong Đàn Kinh. Pháp sư Hoài Nhượng khai ngộ minh tâm kiến tánh trong hội của Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Khi Ngài kiến tánh, Lục Tổ giống như đưa ra một đề mục nhằm khảo nghiệm sư. Ông kiến tánh, vậy tánh là như thế nào? Sư trả lời bằng câu này: nói dường như có một vật thì chẳng trúng, nói không được. Lục Tổ gật đầu ấn khả. Tổ nói, ông như thế mà ta cũng như thế. Ấn chứng sư thật sự khai ngộ, chẳng phải là giả khai ngộ. Cố thật ti nhậm hà, thế gian thí dụ sở năng thâm minh. Tỷ dụ chỉ có thể sánh ví mường tượng, tuyệt đối chẳng có cách nào tỷ dụ sát thật sự, một tí biện pháp cũng chẳng có. Do vậy, hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta dùng hình ảnh nơi màn hình TV để tỷ dụ, so ra gần sát, dễ hiểu hơn những tỷ dụ trước kia. Xưa kia đúng là khó. Do vậy, khi chưa có những thứ khoa học mà cổ đại đức đừng nói là chứng ngộ, chỉ có thể giải ngộ thôi, chúng ta đều bội phục năm dốc sát đất. Hiện thời chúng ta nhờ rất nhiều những thứ thuộc về khoa học mà thấy, nghe hay biết, nên mới có thể thấu hiểu những điều này. Mới có thể nói rõ ràng, giảng rõ ràng. Tuy nói rõ ràng, giảng rõ ràng, chỉ là gần sát vẫn còn cách một tầng. Tầng ấy chính quý vị khai ngộ, bất luận là ai cũng chẳng giúp đỡ được. Phật đến giảng cho quý vị cũng chẳng gỡ được. Phật đến giảng cho quý vị thì cũng chỉ có thể nói đến mức này. Nói đến mức này thì có thể. Nhưng nếu quý vị muốn thật sự khế nhập cảnh giới chứng ngộ, chẳng phải là bảo quý vị buông xuống hay chăng? Quả thật là trong cuộc sống, mỗi ngày quý vị ăn cơm, chớ nên so đo món ăn này, món ăn nọ, đừng nên so đo mùi vị nữa. Mặc quần áo, thứ gì cũng được, ấm áp là được rồi, đừng nên kén chọn. Đó là gì vậy? Tập khí, tức tập khí phiền não của quý vị. Đấy là gì? Chấp trước. Nhất định phải như thế nào đó. Hệ nhất định phải như thế nào đó sẽ phiền não. Phải học theo Đại Thừa Bồ Tát tự tại tùy duyên. Bất luận câu thúc gì đều chẳng có. Cái gì cũng đều tốt. Chẳng có gì không tốt. Người ta làm chuyện tốt, tốt. Người ta làm chuyện xấu cũng tốt luôn. Người ta hưởng phước, tốt. Người ta đang chịu tội trong địa ngục, cũng tốt. Chịu tội trong địa ngục là gì? Tiêu nghiệp chướng. Kẻ ấy có lắm nghiệp chướng dường ấy, nhất định phải tới đó để tiêu. Tiêu hết thì chẳng phải là tốt đẹp hay sao? Cứ sao chẳng phải là chuyện tốt? Sau đấy mới hiểu mười pháp giới vốn bình đẳng. Quý vị làm chuyện tốt nhiều ngần ấy, đến thiên đường để hưởng phước. Đó là gì? Tiêu phước báo ấy. Quý vị làm chuyện tốt nhiều ngần ấy thì phải tiêu. Làm những chuyện ác thì phải đến tiêu nghiệp chướng trong địa ngục. Quý vị thấy đó, tiêu phước báo, tiêu nghiệp chướng. Thấy đều tiêu sạch, chẳng phải là kiến tánh hay sao? Cái đáng quý là buông xuống, chẳng có gì khác. Do vậy tôi suốt đời tôn trọng thầy. Lúc gặp mặt thầy trong ngày đầu tiên, thầy đã dạy tôi thấy thấu suốt, buông xuống. Tôi mới biết người tu hành từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai tu gì. Thấy thấu suốt, buông xuống. Buông xuống giúp cho thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt lại giúp buông xuống.
Hai phương pháp này giúp đỡ thành tựu lẫn nhau, từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát nếu buông một phẩm tập khí sanh tướng vô minh cuối cùng xuống, sẽ viên mãn, vẫn là buông xuống. Chỉ có buông xuống mới có thể tiến lên cao. Chỉ có hiểu rõ mới thật sự chịu buông xuống. Do quý vị chẳng hiểu rõ nên không buông xuống được. Hễ hiểu rõ sẽ buông xuống. Hiện thời điều đáng quý là hiểu rõ, rành rẽ thế giới Cực Lạc. Hiểu rành rẽ thế giới này, so sánh giữa hai thế giới, bèn buông thế giới Sa Bà xuống, ta về thế giới Cực Lạc. Điều này là trọng yếu. Quý vị thật sự muốn buông vọng tưởng, điều này nói dễ làm chẳng dễ, thật sự khó. Do nguyên nhân gì? Nghiệp chướng phiền não tập khí quá nặng. Từ vô lượng kiếp đến nay đã tích lũy những thứ này, đâu có dễ dàng nói buông xuống liền buông xuống như vậy được. Này chúng ta buông thân tâm thế giới xuống, đó là phần chút ít rất nhỏ của tập khí phiền não. Chỉ cần chịu buông thứ ấy xuống, sẽ có thể giảng sanh. Do vậy đến thế giới Cực Lạc nhất định phải tin sâu chẳng nghi. Đức Phật chẳng nói một lời hư giả nào. Này chúng ta chẳng thể nghe lời con người trong thế gian này. Lời giả quá nhiều, nói lời gạt người nhiều quá. Phật Bồ Tát chẳng nói câu nào lừa người. Phải tin sâu, chớ ngờ điều này. Nhất định phải tin đến thế giới Cực Lạc đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Lời này chính là pháp khó tính. Do vậy kinh này được gọi là khó tính. Pháp môn được giảng trong kinh này được gọi là pháp khó tính. Trong các thế giới phương khác đâu có chuyện một phẩm kiến tư phiền não chưa đoạn, đến thế giới Cực Lạc bạn có thể hưởng thụ sự đãi ngộ như Thất Địa Bồ Tát. A Duy Diệt Trí là Thất Địa, sự đãi ngộ như Thất Địa Bồ Tát do A Di Đà Phật ban cho, chẳng phải do chính mình có, mà do A Di Đà Phật ban cho.